MA không phải là MAMA mà là Moving Average, đồ tể chỉ báo, chiến thần phân tích kỹ thuật của những năm 2000. Việc hiểu bản chất các đường MA là rất cần thiết, nhưng để sử dụng hợp lý thì không phải ai cũng biết. Nói thì không tin, nói giỡn tưởng đùa, mục đích chính của chỉ báo MA là để theo dõi giá đang bất biến hoặc đang vạn biến, theo xu hướng lên thẳng tiến đầy hoặc tụt xuống địa ngục trần ai. Có những thời điểm đây là một trong những chén thánh dùng để xác định xu hướng xanh chính với thị trường, đưa một số vào bờ đồng thời cũng đưa vô số ra đây không ít lần vì bị lạm dụng quá mức. Nói chung là tinh hoa hội tụ, trader cất yêu. Nhưng sức người có giới thiệu, vào những năm gần đây thì hội những người thích giao dịch đã bất thần thánh hóa con thú dữ MA này, chỉ sử dụng nó vào việc hỗ trợ để xác định xu hướng trong các phương pháp như SMC, Price Action, hoặc hỗ trợ entry trong các phương pháp follow trend như Performance. Sau khi được thần hóa, trở về đúng bản chất thì MA như cái gặp nước, như biển gặp hồ, như trader liếm full TP. Vì vậy, hãy sử dụng chỉ báo MA một cách hợp lý, có tổ chức và cùng nhau kiểm soát sân chơi mới này.